Chúng ta thấy rằng trong những ngày vừa qua thì Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu trên cả nước về số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày và chỉ trong vòng một tuần thì thành phố Hà Nội tiếp tục tăng số địa phương vùng cam từ 74 lên 326 xã phường thị trấn. Số địa phương vùng xanh vàng giảm mạnh trong bối cảnh số ca COVID-19 tăng nóng. Theo thông báo mới nhất của Ủy ban nhân dân thành phố về đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố, ngày mùng 5 tháng 3, Hà Nội có 66 địa phương cấp độ 1 vùng xanh, 187 địa phương cấp độ 2 vùng vàng, 326 địa phương cấp độ dịch 3 vùng cam. Hiện thành phố chưa có địa phương cấp độ dịch 4 vùng đỏ. Như vậy so với thông báo phát đi vào ngày 26 tháng 2, thành phố Hà Nội tiếp tục tăng nóng số xã phường thị trấn vùng cam từ 74 lên 326 xã phường thị trấn, số địa phương vùng xanh vàng giảm mạnh.